Xin chào các bạn, mình là Yuki. Hiện tại thì trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện những mặt hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Và ở đây trước mặt mình là hai sản phẩm. Một sản phẩm cũng là DDJ FLX4 nhưng là hàng không rõ nguồn gốc và là hàng trôi nổi trên thị trường hiện nay. Và một bên là sản phẩm chính hãng do công ty G-Music nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Hôm nay mình cũng sẽ chỉ cho các bạn một vài chi tiết để phân biệt hàng chính hãng và hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Đối với máy được nhập khẩu chính hãng bởi công ty G-Music đó, các bạn sẽ thấy có một phần tem phụ ở đây được ghi bằng tiếng Việt. Còn về máy có xuất xứ không rõ nguồn gốc và là máy trôi nổi thì ở đây chúng ta không thấy có một cái tem phụ nào hết. Về phần mặt đáy của hộp thì tất cả được ghi bằng tiếng Trung. Đối với máy nhập khẩu chính hãng thì phần mặt đáy sẽ có những thông tin về bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Có cả QR code và số series. Đối với ngoại hình của hai máy thì khá là giống nhau, nhưng hàng nhập khẩu chính hãng từ công ty G-Music sẽ có thêm một mã QR code trên bề mặt của máy. Và phần sau của máy, các thông tin thì ở đây nó có đầy đủ và bằng tiếng Anh, có cả QR code và mã vạch xuất xứ. Còn đối với máy không rõ nguồn gốc là hàng trôi nổi thì phía mặt sau rất là ít thông tin, không có đầy đủ thông tin. Và mặt trước cũng không hề có mã QR code luôn. Và mỗi chiếc máy trước khi mà đến tay khách hàng thì G-Music sẽ dán một cái tem bảo hành ở đây cho các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm đến những nơi cung cấp bàn DJ Pioneer chính hãng. Đầu tiên là các bạn sẽ vào trang chủ của pioneerdj.com. Sau đó các bạn chọn vào phần ba gạch Fire Store. Ở đây thì các bạn nhập vào là Việt Nam. Đấy là các bạn sẽ thấy ra những cái địa điểm mà các bạn có thể mua chính hãng. Những cửa hàng mà mình nêu trên là những cửa hàng đại lý chính thức phân phối các sản phẩm của Pioneer DJ tại Việt Nam. Và những cửa hàng của mình sẽ tuyệt đối không nhận tư vấn, hỗ trợ, bảo hành và sửa chữa các thiết bị trôi nổi không rõ nguồn gốc. Hãy thông minh trong việc lựa chọn mua sản phẩm chính hãng từ nhà Pioneer. Hãy là người tiêu dùng thông minh. Bye! Cảm ơn mọi người.